Rồi, kính chào các bác, chào tất cả anh em đam mê âm thanh trên mọi miền của Tổ quốc nha. Thì lời đầu tiên thì cho phép Mạnh gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các bác. Thì hôm nay là ngày mùng 6 nha, ngày mùng 6 tháng 7 thì bên em về được hai mẫu xe AV. Giá của nó rất là ok mà chất lượng của nó thì quá hay so với tầm tiền nha. Đó, bây giờ em sẽ giới thiệu qua mẫu thứ nhất. Nó có thương hiệu là Maxintoc. Cái thương hiệu này thì nó đến từ Mỹ nha, nó rất là nổi tiếng rồi. Anh em chơi loa và âm ly, loa âm ly của hãng này thì quá biết rồi. Nó rất là nổi tiếng. Maxin này, Maxin tóc này, Maxin USA này. Nó có chiều mũi tên nha. Anh em mua về thì cắm theo chiều mũi tên. Thì chất lượng âm thanh của nó rất là hay. Đầu jack của nó đầu jack mạ vàng này, bên trong được mạ vàng này, rất là tốt nha. Rồi, em sẽ quay chất lõi bên trong để các bác có thể hình dung được nha. Đó, bên ngoài là một lớp cao su rất là dày. Cao su rất là dày, rồi đến một lớp mat của nó cũng rất là dày. Quá dày luôn. Những dòng rẻ tiền thì lớp mat của nó rất là mỏng nha. Rất là mỏng, còn lớp này rất là dày. Đó, và một lớp giấy. Giấy này là giấy để nó chống nhiệt và cắt nhiệt cho dây. Và đến bốn loại bên trong. Loại của dòng này thì loại của nó là loại vừa đồng vừa bạc nha. Vừa đồng vừa bạc nên chất âm của loại này là chất âm đều ba dải nha. Chất âm đều ba dải này. Đó, các bác nhìn cái loại là biết cái độ chất của nó như thế nào rồi. Thì em cũng không cần giới thiệu nhiều nữa, tại vì dòng này thì em cũng bán rất là nhiều và được các bác phản hồi rất là ok. Nó em bán cũng lâu rồi. Đó. Và những bữa trước thì em không có quay cái loại bên trong. Thì hôm nay thì em cắt ra một dây và em cho các bác xem cái chất lõi bên trong như thế nào. Đó, thì các bác có thể biết được cấu tạo bên trong của nó. Đó, rất là tốt nha. Nó một bộ như thế này, có chiều dài của nó là 1 mét nha. Bên em bán với mức giá là 750, 750 nghìn. Các bác chuyển khoản thì bên em bao ship nha. Còn không chuyển khoản thì các bác chịu phí ship. Đó, bác nào lấy thì có thể liên hệ cho em. Rồi, em sẽ giới thiệu mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai, mẫu này thì cũng quá nổi tiếng rồi. Thì anh em chơi âm thanh cũng không còn xa lạ gì. Mẫu này nó có thương hiệu là Furutat nha. Thương hiệu này thì đến từ Nhật Bản nha. Furutat. Có chiều mũi tên nha. Hai dòng ray dây này thì nó đều có chiều mũi tên hết. Các bác mua về thì cắm theo chiều mũi tên thì chất lượng âm thanh của nó vượt xa. Model của nó là F220. Đây, model là F220 nha. Nó mẫu này thì bên em bán với mức giá là 600, chuyển khoản em cũng bao ship nha. 600 nghìn thôi. Rất là giá của nó rất là hợp lý. Cái này thì bên em cam kết là chất lượng vượt xa giá thành, em cam kết là như vậy. Nó dòng này thì thích hợp với những bác mà muốn cải thiện giải bass, tại vì bass của nó lên rất là sâu, rất là ấm nha, rất là sâu và rất là ấm. Và xíu nữa thì em quay chất lõi bên trong cho các bác xem luôn. Thì chất lõi loại này thì quá là tuyệt vời. Hàng bên em là tuyển chọn những loại chất lượng thì bên em mới bán, vì buôn bán mà em muốn buôn bán là lâu dài. Đó, chứ không phải là bán một ngày một, ngày một và ngày hai, bán một lần rồi xong. Thì như vậy thì làm ăn rất là mất uy tín, là chỉ có bán được một ngày thôi. Thì sau này nói chung lấy được đồng tiền của các bác thì lấy được một lần thì không có giàu đâu, cái đó là em nói thật. Nên uy tín thà mình bán rẻ lại, bán sản phẩm tốt lên mà mình bán nhiều thì các bác sẽ mua và giới thiệu anh em bạn bè, thì cái đó thì mình có lợi hơn rất là nhiều. Và em cũng cảm ơn là nhiều bác đã giới thiệu anh em bạn bè thì mua của em cũng nhiều rồi, thì điều đó thì em rất là biết ơn các bác. Đó, bây giờ em sẽ quay chất lõi bên trong. Đây, nhìn chất lõi bên trong là biết hàng nó xịn như thế nào rồi. Ngoài cũng là một lớp cao su rất là dày và đến một lớp mat. Lớp này là lớp đồng nha, lớp đồng rất là dày. Rồi đến một lớp vải này, rồi đến một lớp giấy này.
thì nó trong nóng chất cách nhiệt và hai loại bên trong. Loại này thì một loại của nó là 2 ly nha. Loại của nó 2 ly, hai loại là 4 ly. Đó, đồng này là đồng nhuyễn nha. Nó dòng này thì với dòng Full Lotus này thì các bác phối những dàn âm thanh mà giải bass của nó yếu thì các bác lấy dòng này quá ok. Em đảm bảo với các bác là quá ok, giải bass cải thiện rất là tốt nha. Giải bass cải thiện rất là tốt. Đó, nhưng nhiều bác nói cải thiện giải bass tốt thì giải trép của nó sẽ bị suy hao. Thì điều đó em xin đính chính lại một xíu. Thì giải trép của nó là không có suy hao nha. Với lại dòng này thì nó thiết kế là đầu jack là rất là thông minh, là loại của nó loại đồng thì nó thiết kế đầu jack mạ bạc thì nó tiếp xúc cực cao mà dải trên của nó cũng lên rất là hay, chứ không phải là nó quá tối nha, nó không phải là tối, nó lên cũng rất là sáng, rất là sạch, rất là chi tiết nha. Mẫu này thì nó rẻ hơn mẫu Mắc Anh Tóc, mẫu này có giá là 600.000, chuyển khoản bên em bao ship nha. Rồi mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại của em hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại là 0969 569 157 nha. Rồi em sẽ tư vấn thêm. Nếu các bác xem căn thì cho em xin một lượt đăng ký nha. Để em cứ cập nhật mẫu mới thì em đăng lên cho các bác biết, để bác nào cần thì liên hệ rồi em ship nha. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Cảm ơn các bác rất là nhiều.